Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, những bông hoa đẹp rực rỡ, lâu tàn, cây phát triển được rất nhiều nhánh hoa mới, luôn tươi đẹp và rực rỡ hơn. Cây cần phải phát triển được những chiếc lá xanh tốt hơn, và rễ phải luôn được khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ cách để những cây hoa lan khô héo, yếu ớt và chậm phát triển. Cây sẽ phát triển được nhanh hơn và được hồi sinh những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị khô héo như thế này, chúng ta không nên bỏ những cây hoa lan này. Và với cách làm đơn giản này, hoa lan của các bạn sẽ được phục hồi rất nhanh. Những chiếc lá đã bị héo rũ rất nhiều và những chiếc rễ này đã bị hư hoàn toàn, nên chúng ta không thể nào phục hồi lại được. Các bạn hãy cắt bỏ mặc dù phần này vẫn còn xanh tốt, nhưng rễ đã bị hư hết, nên phần gốc này các bạn hãy bỏ đi. Và chúng ta hãy cắt bỏ những rễ bị hư này. Và những chiếc lá quá héo như thế này, các bạn nên cắt bỏ. Và sau đó các bạn cần phải để cây ngược như thế này ở nơi mát trong một ngày. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng. Nó sẽ giúp ích cho hoa lan được phục hồi nhanh và phát triển được tốt hơn. Hãy dùng một thìa nhỏ. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng 3 thìa gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Cho vào 1 lít nước. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và hãy cho nước gạo này vào. Và sau một ngày, khi các bạn thấy phần gốc của cây đã được khô lại như thế này, chúng ta sẽ rất yên tâm để phục hồi lại cây. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và chúng ta sẽ để như thế này trong 10 phút để giúp cho cây được kháng khuẩn khử trùng, và những cây hoa lan héo sẽ được phục hồi rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng phần nước còn lại này
để chúng ta chăm sóc cho hoa lan sau khi đã được phục hồi. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần cho hoa lan. Nó sẽ giúp cho cây không bị nấm, côn trùng, và những cây hoa lan yếu ớt sẽ dần được phát triển nhanh hơn. Cây sẽ luôn được xanh tốt, cứng cáp và rất khỏe mạnh. Và rễ cũng sẽ được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sẽ lấy cây hoa lan ra và chúng ta sẽ lau lại cho thật khô. Và cách làm này cũng sẽ giúp làm sạch bụi bẩn. Những cây hoa lan sẽ được phục hồi nhanh và dễ hơn. Và đây là chất sẽ rất có lợi cho những cây hoa lan bị héo và ít rễ. Và các bạn sẽ để vào ly như thế này. Chúng ta sẽ cho nước vào. Và nước chỉ chạm vào gốc của cây và một phần của những chiếc rễ này. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Và nếu nước bị bẩn, các bạn hãy thay bằng nước khác. Đặt cây cố định ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phun sương giữ ẩm cho lá 4 ngày một lần. Và nó sẽ hỗ trợ rất nhanh để hoa lan được hồi sinh. Và với cách làm đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh rất nhanh. Rễ sẽ được phát triển rất khỏe mạnh. Rễ luôn phát triển rất tốt khi ở môi trường trong nước, sẽ luôn giúp cho hoa lan được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Và trong quá trình đặt vào nước thì các bạn vẫn thường xuyên để kiểm tra để cắt bỏ những rễ bị hư hoặc những rễ bị thối. Và sau đó, chúng ta sẽ thay nước. Các bạn hãy chờ cho những chiếc rễ này dài, phát triển được tốt hơn. Hãy trồng lại cây, giúp cây phát triển nhanh hơn. Và hãy cho nước vào. Sau đó chúng ta sẽ đặt lại như thế này. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan có thể dễ dàng phát triển và được hồi sinh rễ khỏe mạnh hơn. Để khi chúng ta trồng lại, cây sẽ tiếp tục phát triển. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.